Tầng đối lưu có độ cao từ 7 đến 20 km tính từ mặt nước biển, chiếm khoảng 80% tổng khối lượng của khí quyển. Đây là nơi mà hầu hết các hiện tượng thời tiết trên trái đất xảy ra. Nhóm nghiên cứu Đức đã phát hiện ra sự có mặt của khí ammoniac, hợp chất giữa hydro và nguyên tử nitơ ở độ cao từ 12 đến 15 km phía trên tầng đối lưu. Nồng độ cao nhất đo được là 33 phần nghìn tỷ ở trên khu vực Bắc Ấn và Đông Nam Á. Ammoniac không phải là loại khí thải duy nhất được tìm thấy trong khí quyển. Gần đây một dạng nguyên tử hydro nóng đã được tìm thấy ở tầng trên của khí quyển và đây là một điểm báo không tốt. Phát hiện mới về amoniac này sẽ hỗ trợ rất tốt trong công cuộc xây dựng mô hình biến đổi khí hậu toàn cầu. Nhóm sẽ tiến hành xây dựng mô hình tồn tại của khí amoniac trên tầng đối lưu, khu vực Ấn Độ và Trung Quốc vào năm sau.